YouTube thả ga chỉ với 9K. Thưa các anh, bên cạnh V-League thì các giải trẻ của Việt Nam cũng đang rất sôi động. Chúng ta vừa hoàn tất giải U17 cái đây chưa lâu, thì bây giờ đang có giải U15 quốc gia. Và đặc biệt có một cái tên rất quen thuộc ở V-League trước đây là Huỳnh Kesley. Thì anh đang trong vai trò là huấn luyện viên của U15 BKMX Bình Dương và đưa đội bóng này vào đến bán kết của U15 quốc gia Next Media 2020. Anh Huy cảm nhận thế nào trong cương vị mới của Huỳnh Kesley ạ? Tôi rất là vui khi anh ấy giải nghệ một cái là gắn bó ngay với công tác đào tạo, bởi vì đây là cầu thủ kỹ thuật rất là toàn năng. Tôi đã chứng kiến anh ấy mùa đầu tiên sang Việt Nam thi đấu đã là vua phá lưới rồi. Đấy là cái mùa giải năm 2005. Trước đó thì anh đến Việt Nam theo con đường của câu lạc bộ Matsubara. Matsubara là bóng trước đây dự BTV Cup, tức là cúp đá chuyển Bình Dương. Thì cái giải đấu đấy một thời ta gọi là chợ cầu thủ rất là quan trọng trước khi V-League diễn ra. Các đội bóng gom quân về đá và tuyển mộ cầu thủ. Matsubara là một cái nguồn rất là quan trọng từ Brazil của ông cò Mauro để mà đưa người sang. Thì Kesley đến một cái là vua phá lưới ngay. Sau đó cách đây chưa lâu thì anh vẫn còn chơi bóng và có thể đá được đỉnh cao. Đấy là cầu thủ sinh hoạt rất là chuyên nghiệp, là một chàng rể của Việt Nam, lấy một người vợ Việt Nam. Anh ấy từng có thời gian là sang Thái Lan chơi bóng rồi là về lại Việt Nam thì phong độ vẫn rất là tốt. Và tôi luôn luôn mong muốn rằng là anh ấy khi đã gắn bó với Việt Nam, chúng ta đã nhập quốc tịch Việt Nam rồi, đã từng là tuyển thủ Việt Nam đấy, tức là thời Calisto là anh từng có khả năng tuyển Việt Nam rồi, thì anh ấy tiếp tục làm công tác đào tạo trẻ sẽ rất là tốt. Và thực ra tôi không bất ngờ khi mà anh ấy uốn nắn cái lứa trẻ của Bình Dương thi đấu rất là thành công, bởi vì thực ra Bình Dương gần đây chúng ta đã vừa mới nói với nhau một cái chuyện là đội một Bình Dương là chưa trở lại một cái áp lực để mà buộc phải giành danh hiệu, nhưng mà bóng đá trẻ Bình Dương gần đây đang âm thầm làm rất là tốt, họ đang xây móng rất là tốt và đào tạo bài bản, cơ ngơi tập luyện của đội trẻ Bình Dương rất là tốt. Và một người có kinh nghiệm, có ảnh hưởng, từng là thần tượng ở đất thủ như Huỳnh Kesley bắt nhịp được ngay để mà có được dấu ấn thì tôi nghĩ rằng là rất là tuyệt vời. Đầu tiên xin dành những lời chúc cho Huỳnh Kesley. Hiện nay thì tôi đang có một chuyến công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh và có thể những ngày tới thì tôi sẽ đi Bình Dương để mà xem giải U15 Next Media. Một cái cảm giác rất là dễ chịu khi về với miền Đông Nam Bộ để mà trong một bầu không khí mát mẻ, vui vẻ chúng ta xem các trận đấu của những cái giải trẻ, và chắc chắn là sẽ có dịp gặp lại Huỳnh Kesley. Thì tôi nghĩ rằng là chưa biết là Bình Dương sẽ đi đâu, nhưng mà đấy là một cái dấu ấn rất là tuyệt vời. Chúng ta luôn luôn mong muốn các đội bóng Việt Nam khi mà làm trẻ một cách bài bản thì có những con người tâm huyết, có những con người được coi là thần tượng của giới trẻ trước đây, thì Huỳnh Kesley là cái người mà phải nói là một cái mẫu như vậy, để mà chúng ta rất cần thêm những hình mẫu như thế làm bóng đá trẻ. YouTube thả ga chỉ với 9K.